Vâng, chào mừng chị và các bạn đến với kênh Hành Trần Thế Giới. Lâu lắm em mới có thời gian lên video. Chào các bác. Đây là cục bê tông. Đây là những cái con bọ mà để bắt điện. Bình thường thì các bác sẽ sử dụng bọ này bắt lên bê tông làm sao? Đây là cục bê tông nhé. Đây, bê tông này thì em mới cục bê tông của công trình. Đây rồi. Đó. Thì bình thường á, nếu các bác bắt con bọ điện như này, bác sẽ khủng khoan bê tông như này. Đây là máy khoan bê tông này. Đó, máy điện hoặc máy pin. Đây em sử dụng máy pin. Đây, máy này máy Makita HD24 em đã sử dụng rồi. Đấy, các bác sẽ khoan lên thế này. Khoan lên này. Đó, khoan như vậy. Và đóng tắc kê này, nhựa này. Đấy rồi. Mũi số tắc kê số 3 thì mũi khoan 6 ly. Đóng lên này. Đó. Sau đó là sẽ dùng máy ăn vít này, tức là sẽ phải khoan xong dùng máy ăn vít này bắt cái bọ này xuống. Đây, bắt này. Rồi, ok, vậy là xong cái bọ này, tức là sẽ mất giai đoạn khoan này, lấy búa đóng này, tắc kê này, rồi mới lấy vít bắn này. Rồi các bác còn có một cái chiêu nữa là dùng cái mũi khoan không cần tắc kê đó, nhưng vẫn phải khoan giai đoạn nữa là phải khoan, bắt buộc là phải khoan rồi bắt đầu bắn vít, tức là không đóng tắc kê thì dùng con tắc kê, hoặc là thay vì các bác sẽ dùng cái mũi khoan nhỏ nó khoan rồi không đóng tắc kê đó, thì nó khoan nó sẽ bụi. Còn muốn không bụi nữa thì phải dùng cái máy hút bụi này, đây như thế này, máy hút bụi này, đó, đây khoan rồi hút bụi này, đây cái này bỏ vào là có đây nha, không bụi này. Miếng bụi luôn nhé. Đó, sẽ có cái máy hút bụi này. Đây, các bạn đóng đi. Đóng các cây nhựa đây. Đó, sau đó là bắn vít. Rồi. Quá mất thời gian đúng không? Đấy, còn những cái bát như thế này, các bạn cũng phải khoan lên rồi đóng lên. Đấy, còn những cái đinh mà đóng về tường này. Về tường hoặc bắn những cái này. Nó sẽ đóng như thế này. Đây như này. Đấy, đóng như này. Đấy, đóng rồi. Đấy, nó như vậy. Hoặc là cái dùng cái cây gõ đinh này, em đã từng giới thiệu trên video này. Này, dùng cách đây khoảng 4-5 năm rồi. Đó, lúc nó mới ra đầu tiên này, nó mua rồi. Đó, là đóng rồi, là sẽ rồi. Đấy, tại em không muốn đóng rồi. Đó, đây là sẽ là cây gõ đinh, và cũng như là dùng tắc kê nhựa. Đấy, thì video này em sẽ chia sẻ với các bác là máy bắn đinh bê tông. Đó, sử dụng pin nhé. Đó, thì bây giờ em sẽ cho quãng một cái. Một bê. Đó, thay thì các bác phải như này. Bây giờ cái này sẽ tháo ra. Tháo ra, đúng không? Đó, cục bê tông dĩ nhiên. Đó, cho qua bên. Đấy, đây cục pin. Đây, pin em đóng này. Pin này pin 5A, dùng cell Samsung. 25R, 5A. Còn này pin 2.5A cũng sử dụng cell Samsung 25R, bỏ chống sốc. Pin ok. Đó. Vậy các bác đi hành trình thì bắn vít này có thể sử dụng đây. Đây cái này chẳng qua là em dùng pin zin thôi. Chỉ còn sử dụng cái pin máy bắn vít này sử dụng pin 2.5 này là ok. Đấy. Rồi, xong vòng đây. Sẽ cùng chia sẻ các bác này. Xem cái máy bắn đinh bê tông. Đến từ thương hiệu Nitac. Máy hàng của nội địa Trung Quốc nhé. Đó. 20V động cơ bút lép thương hiệu Nitac. Đây là phần hộp của nó này. Đây, nó sẽ có những cái mã này, DCR 100x2 này, để nó dán này, 100x2M tức là cái chân pin Makita, hoặc DCCN 90F loại nhỏ hơn, 90SM là chân Makita, để là 90F thường thì nó sẽ là chân pin đó. Đó, đây những cái loại khác nữa này. Đấy, thì hiện tại thị trường đang có hai loại này, 90 và 100. Đó, 100x2 thì 100x2M là chân Makita các nhé. Đợi em đang lấy cái chân Makita này. Đây, mới luôn này. Ngày 15 tháng 10 2024 này các bạn thấy. 15 tháng 10 2024 này. Đó, bản mới rồi. Rồi. Đó, qua bên đây. Đấy, này. Thực mã với LX 100x2M 2024 này, 14 tháng 10 2024. Đó.
Trong hộp sẽ có như gì? Đấy, mở hộp ra. Hộp giấy này, đựng sẽ có cái giỏ đồ này. Đấy. Giỏ đồ như vậy. Giỏ sách đi công trình, quá êm này các bác này. Quá sách này, đựng máy. Máy này có trọng lượng là tầm mà cả thùng nữa, khoảng tầm 5 kg như các bác. Này. Thân máy thì khoảng tầm 4 kg. Này, cầm mở ra. Đấy. Sách hướng dẫn này. Đây, toàn tiếng Trung này. Toàn bộ tiếng Trung này, thân máy các thứ này. Toàn bộ tiếng Trung. Đây, máy đây. Các thứ máy. Đó. Các đầu này, đầu để gắn này. Đó, các đầu để gắn. Gắn những cái này cái kia thì em sẽ có xem. Đó này. Toàn tiếng Trung đây, các bác chỉ đọc cái thông số thôi này. DCN 100 x 2. Đó, 2M tức là chân Makita 100V. Mã là 100. Đường kính binh cái đinh đánh đóng là từ 15. Từ 15 cho đến 40. Tức là dài 15 cm cho đến 40 cm. À 1.5 á. Gọi là pin 15 mm này, đây này, 15 là bằng này. Cho đến pin đinh mắc của nó là 4 phần. Một phần rưỡi và bốn phần đấy, nói thì cho các bác dễ hình dung đó. Rồi cái chiều kích thước của đinh là từ 2.6 cho đến 3 mm tức là cái đường kính đinh ấy. Rồi cái cốt bê tông này, đây là cốt bê tông rồi là C40 à C45 đổ xuống đây, các bác bên bê tông sẽ biết là C45 là cái sức cứng ấy. Rồi cái này thông số này, cái đường chịu vào sâu bê tông nhất tối thể là 20, nghĩa là khuyến cáo là vào khoảng 2 phân. Đó, thì đóng cái gì đóng thì cứ khoảng tầm 2 phân thôi, không nên vào sâu quá nhiều khi dính đá, dính sắt, đinh nó sẽ bị quẹo. Rồi, đây, tổng thể đây. Rồi đường kính đinh thì là 3 phân. Rồi hạn chế đinh nên đóng đinh mà vào tối thiểu vào bê tông này là từ 15 cho đến 20. Đó, đây. 2V 5A Liêu An. Tức là cục pin 5A này bắn được 900 phát đinh nha, tức là một hộp này, đây là một hộp đinh này, một hộp đinh là 1.000, tương đương một cục pin 5A này của em này là bắn được một hộp luôn. Đây pin đường kính dài là 42 cm như này, cân nặng 43 kg. Rồi quả bình đây, mình đặt chính đây đấy. Wow. Trong hộp sẽ đi kèm nữa này, để cái bộ đầu này, kính này, kính bảo hộ này, bịt tai này, nên các bác bắn mà nó nổ là bịt tai này. Đây, đây là cái dây móc và cái túi để đeo này, khá là xịn sò này các bác. Hãng này tác này, bên này, mấy anh Nga ngố thì dùng nhá. Đó, này. Bỏ sách ok nha các bác này. Rồi. Đây, rồi, bỏ qua cái bên. Đây, sách hướng dẫn bỏ về đây. Rồi cái tay bịt ngay này, bỏ đây đó. Kính này thì em sẽ đeo cái kính này, kính này tép thì sẽ đeo kính này. Rồi, kính này là kính đi. Các bác đỡ sốt rồi. Đấy nha. Đấy, được chưa? Bỏ nó vào đây. Đấy. Người ta sẽ đóng gói là sẽ có cái đầu bịt này, các bác nhé, đầu bịt này, in tem này mà đây, hiển trần này, đấy, thông số máy này, này ta DCN 100x2, đó, đinh từ 2.6 cho đến 3 mm, được độ dài đinh từ 15 cho đến 40 mm, rồi, tổng thể máy khá là ok nha các bác. Đấy, đầu đinh băng đó, cái này sẽ thể tháo ra được này, tháo được này, đấy tháo băng này được này, lắp rồi này, đấy, lắp như kiểu là súng rồi, toàn bộ về nhà, tàu hết nha, hàng nội địa Trung Quốc này. Rồi qua bên thì cái đầu đây thì sẽ có những cái bộ đầu này. Cùng cho các xem những cái bộ đầu có những cái gì để dùng cho những cái gì, thì phụ kiện nó có những cái gì. Đây cái lò xo này, lò xo này là cái lò xo của cái bán đinh nhé,
để thay thế này. Cái đinh này nó khi mà kéo xuống á, thời gian nó hư thì là sẽ thay thế bằng cái lò xo này, nó cuộn này. Đây, khi mà nó cuộn này, thả lên nó xuống, nó cuộn lò xo, cuộn này chứ không không phải lò xo đẩy này. À, cái này cũng khá thiết kế thì khá không. Đó, đây là cái để thay thế cho cái này, lục giác để vặn này. Đây là mấy cái ốc này, ốc để vặn này. Đó, rồi đây là cái đầu vít này, ốc này. Đấy, cái chính của nó đây sẽ có cho mình một cái đầu này, đầu hít nam châm này, sẽ hít được những cái ke này. Đây, các bạn này, đó cái ke này, thay vì các bắn ke này lên thì cầm nó sẽ bị tuông thì sẽ vít hít này, hít rồi này. Cái đầu này là cái đầu để bắt bọ này các bạn này, đó bắt con bọ này, thấy chưa, nó kẹp con bọ này rồi này, thấy chưa. Đó, cái này đó là để bắn cái đinh mà của cái bên máy lạnh nhé, các bác có cái đinh mình có sẵn ấy, nó có cái dạng đinh C đây, em không có cái đinh nào đây, nhưng mà tức là cái này nó có đinh sẵn, lắp này rồi, đẻ rồi, là tức là nó như này, cái đinh C của bên máy lạnh, điện lạnh các bác sẽ biết đó, là nó sẽ đóng bằng cái này. Rồi cái này đầu này thì cũng là bắn giống như đầu kia thôi, nhưng loại này loại tròn để bắn những độ sâu trong những cái khe này, chẳng hạn này. Đây nó có thêm cái móng, là nghĩa là cũng là giống như là móng cửa này, nhưng mà nó có nam châm. Hít được cái độ sắc này. Đó, đây một cái đầu nữa này, đầu này để bắt những cái con loại bọ cho bên điện nước, bên điện lạnh ấy. Nó có một con bọ để vào sâu nữa này, từng khớp mình này. Đó, những cái bộ đầu nó như vậy. Bây giờ em sẽ cùng tháo cái đầu ra, tháo đầu ra nha. Đấy, cái này nó có cái hay cái là chỉnh được độ nông sâu nha. Đấy, tháo ra này, lắp cái kẹp ke này rồi này. Cái này thì bắt đầu tiên mình bắn mình chưa biết là độ sâu nào, các bác cứ vặn rồi để chỉnh cái độ này. Đó, xiên này rồi, cẩn thận cái này là rồi. Để đây này, cái này sẽ đưa ra được vào này, bỏ vào đây như này. Được chưa? Ok chưa? Rồi bây giờ lắp đinh nha. Đinh sẽ có những loại đinh từ đây là hộp đinh của nó này, hộp đinh là 1000 con nhé, từ 16 đến 32, à đến 38. Đây cái đinh này là đinh 38 này, loại này là dài 38. Hộp nhầm hộp đi. Đây là cái hộp đinh 38 em đâu, đây 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 là đinh 2/7 này, đây, đinh 3/8 này. Đây, đây 38 các bác theo này, nó dài như này, này 27 là bắn bọ là vừa, còn những các bác muốn bắn cái gì nó độ sâu hơn ấy, thì dùng 38 này, 38 là ít dùng đấy. Rồi sẽ dùng cái đinh 2/7 nhé, 2/7 khi bắn mấy con bọ này là vừa đẹp rồi này. Đó, còn nếu các bác bắn cái bát này này thì sẽ dùng loại đinh 1.6 thôi, 1.6 là vừa, 1.6 đến 1.9 là vừa. Đấy, thì sẽ cho đinh này nha. Một cái này là có 10 viên, 10 viên đinh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, mình sẽ lắp cho các bác nha. Lắp nó xuống. Dạ. Yeah. Cho nó xuống đi. Bút này rồi này. 1 này. 2 này, thấy chưa? 3 này. Được 3 cái là 15. Được 15 thôi. Được 3 cái thôi. Là thành 30 chứ. 30 cái đinh. Đó, để các bạn cho sẽ lắp một băng trước này để cho các bác xem cái độ mà giống như là hết đinh nó sẽ như nào nha. Đấy, như này. Đó, lắp đinh như này. Rồi bây giờ bắt đầu lắp pin nha. Đây, lắp pin này. Đấy. Pin ok chưa? Đấy, thì coi. Đây, bắt đầu khởi động máy đây này. Đó, vậy là đã ok nha. Báo được qua đình nha. Rồi em sẽ bắn cho các bác xem nha. Này cái này nó cũng nó khá to đấy. Đây, bắt cái bọ này rồi. Đây các bác nha. Đây. Đấy, và cây chưa. Khá là bự. Rồi cái này nó hơi lòi này. Đình này hơi bị lòi ra một tí này. Lòi ra thì mình sẽ vặn cái này vào một tí nữa này. Vặn vào một tí nữa này. Vặn ra tí để cho nó không bị lòi cái này ra nữa này. Này vẫn đang lòi này. Rồi tiếp tục cái con thứ hai này.
Đây coi nha. Đây. Đây. Cho anh coi. Xem chi tiết hơn này. Kể chưa? Phát một ăn ngay luôn. Nick luôn này. Bỏ này nữa. Cái kèo bộ này để độ sâu, các bác muốn sâu nữa thì vặn thêm nó vào đây, vặn thêm nó vào đây, vào đây. Đấy, bạn thấy này, này là mình đang để dưới này thì không ấy được, còn khi mình để lên trên này, lên trên này mình cầm lên trên này thì nó sẽ có độ khít này dưới này, đây vào nha. Kể chưa, quá êm luôn nha. Đó, đây mình sẽ không không bắn bằng cái kẹp nữa. Mình sẽ chuyển sang cái bắn qua cái khác nha. Bạn đồng đinh ra này. Bỏ qua này. Đây. Đây, bạn đi ra. Đây, đầu ở hít 500 đây. Đây, cái máy này thì nó sẽ to hơn, nặng hơn cái máy cái máy mà bán F ấy, thì F90F ấy, thì nó sẽ nhỏ hơn nhé, nhẹ hơn, còn cái này nó sẽ nặng hơn chút. Đó, cái này độ sâu thì các bác chỉnh độ nông sâu đây. Tại cái đinh này là đinh 2/7 này là hơi đấy, cái này các bác muốn bắn cái kèm, bây giờ em sẽ bắn trực tiếp xuyên qua sắt luôn nhé, không không qua lỗ của nó nhỉ. Đây, các bác. Đây. Xuyên qua sắt lần này. Đó, đây. Đây, còn cái nhập nhựa. Đây. Bét luôn, chị không nói, bét luôn. Độ sâu ạ. Đây là bắn về này. Đây, đây sẽ chọt vào đây. Qua đây. Về này. Đây, cái này nó sẽ hít này. Đây, nha. Bắn về này. Hết đỉnh. À, hết đỉnh. Cái gì? Hết đỉnh. Đấy. Khi nó hết đỉnh nó có cái lẫy này này. Có cái lẫy đây. Đó, không bắt này nữa. Ok. Đó, để trong quá trình sử dụng an toàn cho máy thì các bác nên đeo cái kính bảo hộ này rồi này. Tránh là nó răng này này. Đó, sau khi ấy thì có sẽ tắt nguồn máy này, tắt nguồn máy. Đấy, cái này là cái treo và dàn đút pin ra đó. Sau khi sử dụng xong thì đây, nó sẽ để lại cho mình khoảng 3 cái đinh nhé. Này, 3 cái đinh này, 3 đinh ở đây, 3 đinh này, nhưng mà nó sẽ chạm với khớp này là đinh nó sẽ không ấy được. Nó làm như vậy là sẽ không bị hóc đinh nhé. À, để mình cho đinh tiếp vào nữa này, có thể đây vẫn còn 3 cái đinh nữa này. Đấy, nhưng trong quá trình sử dụng, sau khi sử dụng xong để an toàn đó, trong những sách hướng dẫn sử dụng các bác sẽ phải rút hết đinh đây như này, thả ra đó, rồi cho máy vào trong giỏ rồi sau là đi vào đấy. Ok, xem thành quả này. Bắn về này. Đây, ok chưa, đấy cái này thì độ nông sâu này các bác có thể chỉnh thêm này đó. Cái bề tập này cũng không được ngoan lắm, nhập cái công trình đây không thấy ngon lắm, rồi tôi sẽ làm video test thực tế để công trình bắn như này. Nhưng mà với bình này thì máy này bắn khá là ok, dùng này em cũng bắn nhiều rồi. Thì cái máy bắn hơi thì máy bắn bằng ga, nhưng mà cái này nói như là ngon. Rồi video em muốn quay thực tế chia sẻ các bạn quay lại. Đấy, bác nào có chơi trong này thì có thể liên hệ em. Đây là mã này là DX2, thân máy là 6.900.000. Đây, còn cái bản nhỏ hơn là S90. Đây, S90 là cái này. Đây, mã này. À, 90S2 này. Thì nó là 6.500.000. Hộp đinh này thì trên Shopee bán rất nhiều. Từ 150.000 cho đến 200.000 tùy nơi bán. Đó. Rồi. Đi này thì em đang bán 750.000. Cục này thì 400, đây có thể dùng bình to, bình nhỏ đều được hết này, bình nhỏ cũng được hết này. Rồi, này, lắp thêm đinh nữa này. Và bắn này, bắn nốt cái đinh nhỏ này.
Đặt vào. Ấn đi xuống. Đấy đi. Rồi. Mở máy. Rồi. Các tiếp phát điện. Em chưa các bạn? Quá là êm luôn. Nít luôn. Quá vít. Đó. Đấy, pin nhỏ này bắn nó nhẹ tay. Đấy, còn các bác tức là pin nhỏ thì bắn được khoảng 500 viên. 500 viên. 5 cái đi, 500. Còn cục này lớn thì bắn được 900. Đó, video muốn làm quay chia sẻ các bác quay thành khá vậy. Và video thì kết thúc đây. Một lần nữa thì Trần xin cảm ơn các bác đã quay video này. Nếu thấy hay để chia sẻ người thân bạn bè cùng xem, đăng ký kênh để làm video chia sẻ thêm. Vâng, xin chào, gặp lại các video tiếp theo.